Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta từng tìm hiểu một cái công nghệ nền tảng của AWS gọi là AWS Nitro System. Thì ý tưởng của nó là về mặt ảo hóa cái nền tảng. Thì AWS họ reinvent ra cái này. Hồi xưa ví dụ như ảo hóa, chúng ta sẽ ảo hóa kiểu CPU, RAM hay là storage chung. Thì đối với Nitro System thì họ sẽ chia từng cái cụm thành phần này thành những cái thành phần độc lập, và họ coi đó là cái building block để chúng ta xây lên những cái dịch vụ của họ, thì cái việc nó sẽ tối ưu hơn. Thì Nitro System thì chia thành những cái phần như là về card này, security chip, hypervisor, enclave hay là TPM vào năm 20 riêng TPM vào năm 2022 ha. Thì Nitro System thì phát triển từ năm 2013 nhưng mà launching từ 2017, có nghĩa là họ cũng đã mất rất nhiều thời gian để reinvent ra cái công nghệ này. Thì hiện tại tất cả các instance launch đều dựa trên cái nền tảng của Nitro System này ha. Ok, cảm ơn các bạn.